Huyền xin chào cả nhà nha cả nhà. Bữa nay là Huyền đi trải nghiệm chăn dê. Huyền xin chúc cả nhà một ngày nhiều may mắn nha cả nhà. Huyền đi bẻ cái lá mít này nè, tặng đi cho dê ăn. Bữa nay là Huyền chăn dê nha cả nhà. Huyền bẻ lá mít nha cả nhà.
this time, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Yeah.
Thank you.
giờ mới về. Dạ, Huyền xin chào cả nhà. Như cả nhà clip làm tới đây là Huyền xin kết thúc. Xin cả nhà đăng ký kênh ủng hộ Huyền nha. Đăng cho Huyền có động lực Huyền làm clip hay hơn, đẹp hơn cho cả nhà coi nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà nhiều. Bye bye. Xin chào cả nhà nha.